Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Cuốn video số 4 đến với vườn anh Tùng Style, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Tôi giới thiệu với anh em chúng ta đây có 3 tác phẩm cùng trong một hàng này. Đấy. Bây giờ tôi đến cái cây ở giữa trước hết và nhìn xa cũng rất là kỳ dị. Cây này vốn dĩ là cây người ta trồng dưới đất, đúng không anh? Vâng, người ta trồng dưới đất. Được hình dáng rất là quái. Tôi đang nghĩ xem nó hình giống cái gì đấy. Cái rễ lưng nó vồng rồi lên. Hai mặt. Trông như con bọ ngựa. Người ta là rồng thời lý. À, rồng thời lý. À, cũng được. À, cái đặt tên, cái tưởng tượng nó trừu tượng của tùy mỗi người thôi. Rồng thời lý. Cái này được cả hai mặt. Vâng, cây xanh năm điền. Thể hiện là những chân rồng đây này. Một này, hai này. Và bây giờ chúng ta di chuyển sang phía đằng sau. Đấy, đây. Đằng này thì không lấy được hết 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 cả. Tôi lại vòng ra đằng trước để lấy hết cái tổng tổng bóng của cây nhá. Và đây là tổng bóng của cây đây. Có thể anh cho một cái số kích thước của cái bể này được không? Bể này dài khoảng 2 mét. Dài 2 mét. Đấy, để anh em căn từ cái bể lên biết được kích thước của cây. Giá bao nhiêu anh Tùng ơi? Giá như 30 triệu. Và giá 30 triệu. Thế còn bên cạnh đây là một cây xanh năm điền. Cây giả quá. Và trước kia những cây này đó, là đa phần là các cụ làm theo kiểu này, ngũ phúc này. Mà chơi rất là nó hiền cây thôi, nhưng mà chơi nó thành cái kiểu như phong cách cổ, nét nét cổ. Cây này bao nhiêu anh Tùng? 30 triệu. Và giá 30 triệu. Rồi. Ê, di chuyển. Đằng này tôi thấy anh có cây xanh bám đá này. Cột đá rất cao. Tay Huyền đưa xuống. Cây này mà nhìn xa nhìn hay lắm. Cây này anh đang hoàn thiện nốt cái bông nữa thôi.
bệt đá quá lâu rồi, rễ nó đàn như lưới và nó dẹt rễ rồi. Cái này giao lưu giá nào anh? Giao lưu 30 triệu. Giá 30 triệu. Ờ, ba cây này anh đều vào giá 30 triệu tất à? Đồng giá hết rồi. À, được rồi. Thôi rồi, tôi chụp ảnh làm ảnh bìa cái này rồi. Vâng, và chúng ta đến với vườn anh Tùng Stabai Bonsai. Địa chỉ Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Qua số điện thoại 081 9999 189. Vâng, chúng ta đến với một cây bằng lăng ôm đá này. À rồi, nó ngậm, nó bồng viên đá lên các bác ạ. Hoa bằng lăng. Cái này ghép chưa hay không? Dạ, không, cây nguyên bản. Bằng, vẫn nguyên bản bằng lăng đá à? Vâng ạ. Ờ, hay nhỉ. Bởi vì có nhiều khi anh em ghép cái cây bằng lăng tím Thái vào nhìn hay lắm. Nhưng cây này là bông bằng lăng đá, nó to và nguyên bản luôn này. Cây kín hoa rồi. Hấp dẫn nhỉ. Đấy, cái viên đá phía bên này anh em mình chạy xung quanh thấy cái mép này. Nó tưởng chừng như là cái thân cây bằng lăng nó như là miệng của con chăn con rắn ấy, nó cố ngoạm ra để nó nuốt chửng viên đá vào ấy. Đây. Đấy, viên đá này. Đây, cái vết này nó giống cái mép của con chăn, miệng con chăn. Cố dướn người lên để nuốt con mồi vào. Cây bằng lăng này bao tiền anh? Giá lên 10 triệu. Vâng, giá 10 triệu. Rồi, tiếp tục nhá. Xưa trắng. Vâng, bằng lăng thì ngậm đá. Và đây tiếp tục đó là một cây xưa ngậm đá. Thế mới lại hay. Đấy, cây xưa nhá, cây gỗ xưa này. Nó cũng bò, nó cũng liếm, nó liếm đầu trên và đầu dưới của viên đá này để nó giữ chặt viên đá, nó đẩy lên, nó bồng lên. Đó, tôi quay gần xong rồi tôi lấy xa ra đánh xem. Đây, phía bên này nhìn nó mới rõ. Đấy. Ở trên miệng này. Thế là viên đá cứ thế này được nó hút vào thôi, treo lơ lửng lên thôi. Nhưng mà chở đi xa nó lắc liệu nó có ra không nhỉ? Không ra được. Không bao giờ ra được. Vâng, nó ngậm rồi. Hay gì. Này là cây xưa gì? Vâng, xưa trắng. Xưa phong thủy chơi rất tốt. Vâng, và tôi lùi ra để anh em ngắm cái cây xưa. À, nó là cây gỗ xưa cho nên canh không làm bông tán răm gì cả. Anh ấy đang để này để cho nó càng rông, nó càng lớn mạnh bao nhiêu thì nó càng ngậm đá nhanh bấy nhiêu. Thế sau đó một thời điểm nào đó thì chúng ta sẽ sấn. Nhưng đây là cái hình ảnh từ xa của cái cây xưa mà ăn nhau nhất là cái điểm chỗ này. Đấy. Cây này bao nhiêu tiền cháu? Giá 15 triệu. Và giá 15 triệu. Độc đáo quá nhỉ. Và cũng nói về cây và đá thì đây anh Tùng Style giới thiệu tiếp một cây xi. Cây này thì nó phủ lên viên đá. Không bồng lên mà nó còn đè xuống. Cây xi này bao tiền? 12 triệu rồi. Rồi, 12 triệu. Vâng, và đây là một cây ổi mà có cái bệ tương đối to. Nhăn hết cả đây.
Ui dồi, trông như mặt khỉ hết này. Bệ ổi này giá bao nhiêu anh? 15 triệu rồi. À, 15 triệu. Rồi. Vâng, trước khi kết thúc cuốn video số 4 này, anh em chúng ta nhìn cái bàn đá của anh nhá. Đấy. Bàn đá một khối, liền khối này, những cái đôn này. À, chỗ mà chú cháu tôi ngồi thưởng trà thì chúng ta nhìn lên phía trên, đó là cái bóng của một cây xanh rất to. Đấy. Đúng là dáng bàn trà luôn, bởi vì chúng ta có cái bàn trà phía dưới. Chỗ này còn đặt được cái bàn rất rộng cơ, nhưng mà anh ấy đưa cái bàn này dịch ra ngoài quá, thực ra phải đưa dịch vào đây để nó mới gần cái bóng cây xanh và nó phủ hết trên, nó sẽ mát lên rất nhiều. Đấy, cây xanh này này các bác, bệ cây xanh này. Đấy. Xung quanh quây gạch. Và nó tạo thành cái tán đưa rất xa ra. Đây. Để ngồi thưởng trà. Nó như một cái máy nhà. Đấy. Không biết anh có bán cái này, bác nào thích có khi đưa về làm một cái vị trí như thế này cũng hay đấy. Đây, bệ chảy ra rất đều. Cây này có giao lưu không anh Tùng ơi? Cây cây mà ở bàn trà này. Bao nhiêu? 60 triệu. 60 triệu tại vườn. Trách nhiệm anh phải đưa ra xe cho người ta chứ. Được chú ạ. Ừ. Đưa ra tại xe đường lớn thôi. Còn nếu mà người ta ở xa thì anh chở đến thì chút tiền công nữa đúng không? Vâng ạ. Ừ, 60 triệu các bác nha. Cái vị trí mà phía trên cổ thân kia nó phải vanh được đến... Vanh 120. 120, nha. Rồi. Đấy, tôi soi dưới gầm để anh em xem này. Vâng, và đến thường lượng này Độ Sinh cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã đến thăm vườn anh Tùng Style, địa chỉ Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, qua kênh Hương Sắc Đỗ Sinh. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo. À, nếu mà cái diện phôi Nam Điền anh còn nhiều lắm, nhưng tôi không muốn quay phôi vì giờ nó đang cái... lúc đang thời gian nuôi dưỡng thì nó tùm kìa, một dãy phôi đằng sau còn nhiều lắm. Đấy, anh em đến trực tiếp thì sẽ xem và lựa chọn.